Đấy rồi, Thái Quang tiếp tục là steal. Và lên rổ. Và vừa rồi là tình huống úp rổ của Thái Quang. Và buộc phải gọi hội ý đến từ huấn luyện viên của Nguyễn Trãi Ba Đình. Một tình huống cắt bóng và ngay lập tức là có một chút vít vanh rổ. Không biết là có thể gọi đây làm pha úp rổ hay không, nhưng chắc chắn là một tình huống phòng ngự và tấn công quá tuyệt vời của cầu thủ mang áo số 95. Bên phía Nguyễn Trãi thì có hai cầu thủ có cái tên rất giống nhau, đều là nam anh. Tình huống gõ bảng có điểm Trãi. Có thể thấy lợi thế thể hình của họ đang giúp cho Nguyễn Trãi có được những tình huống, có được những tình huống rebound. Nhưng vừa rồi Thái Quang rất nhanh cướp bóng và lên sổ. Tiếp tục là steal tốt nữa của Thái Quang. Chủ động contact. Hai điểm tính nữa dành cho ngôi sao mang áo số 95 của Hà Nội Academy. Thái Quang có bóng. Thái Quang dừng lại và ném trung bình. Và ném quá đẳng cấp của cầu thủ số 95. Thái Quang xin bóng, Thái Quang thả rổ. Hai điểm tính rất gọn gàng dành cho cầu thủ Thái Quang. Cho Nam Anh tiếp tục là rebound. Phòng ngự là tốt dành cho Hà Nội Academy. Và đây là Thái Quang lên rổ, chắc chắn là sẽ không thể nào bỏ lỡ được điểm số vừa rồi. Thái Quang dừng lại và ném trung bình. Tình huống thi đấu quá kinh nghiệm của Thái Quang. Bóng sẽ nằm trong tay của các cầu thủ Hà Nội Academy. Thái Quang đang là người có bóng. Xoay người, thả rổ Thái Quang. Đến từ Phạm Nam Anh. Thái Quang dừng lại và ném 3 điểm. Và ném 3 quá chất lượng của Thái Quang. Tuy nhiên thì tình huống ném 3 điểm vừa rồi của một cầu thủ Nguyễn Trãi, bóng đi chưa vào rổ. Bây giờ là pha đột phá của Thái Quang.